Xin chào cả nhà, mình mới vừa hoàn thành xong cái món là bánh bò cơm rượu lá dứa này cả nhà Trời ơi, nó dịu dịu, ngon ngon, thơm thơm lắm cả nhà Ở đây á, đặc biệt là mình có thêm cái Bột năng đó cả nhà Cho nên cái bánh bò của mình nó dẻo Chứ nó không có khô cứng Y như mình sử dụng bột gạo không cả nhà ha Nếu mà mình sử dụng bột gạo không á Thì nó sẽ ăn nó rất là dễ nghẹn ha Bọn bánh bò ở đây mình mềm dẻo nè đó cả Xin nhà chào đi. cả nhà Hôm nay mình xin chia sẻ cả nhà Cách làm là bánh bò, cơm rượu, lá dứa ha cả nhà ha Thì sau đây mình sẽ nói sơ qua về thành phần nguyên liệu Để cho cả nhà nắm Để mà dễ làm nha cả nhà Mình làm rất là mau luôn, gọn luôn nha Theo cái cách mình coi nè thì ở đây mình sử dụng là 400 g bột gạo nè cả nhà. Rồi mình cho là 100 g bột năng, bột năng này chớ lấy nữa mình lấy 100 g thôi nha. Rồi thì ở đây mình còn nước cơm rượu nè cả nhà. Nước cơm rượu ở đây là 200 g. Thì cả nhà nếu mà có cơm rượu có cái luôn thì cả nhà bỏ cái ha, cũng lấy cho mình 200 g nha. Còn ở đây mình có nước không thì mình sử dụng nước không. Còn cái tinh hương lá dứa cả nhà thì mình sử dụng ở đây là hai muỗng cà phê nha. Một cái chai này mình lấy hai muỗng cà phê thôi. Còn đường ở đây á, thì mình sử dụng là 400 g Rồi nước cốt dừa ở đây là mình sử dụng là 300 ml nước cốt. Còn nước giảo dừa thì mình sử dụng là 400 ml. Thì bạn nào không có nước giảo dừa thì các bạn có thể sử dụng nước lọc cũng được ha. Rồi, thế là nguyên liệu đầy đủ rồi nha cả nhà. Mình chỉ cần hòa những cái nguyên liệu này vào trong một cái son và mình đem đi mình phơi nắng thôi rất là đơn giản mình làm cách của mình khác rất là mau ha cả nhà ha cho thêm chút xíu siêu muối nha khoảng 1 phần tư muốn cà phê muối nữa là ok đó rồi bây giờ mình qua cái son rồi mình hòa những nguyên liệu này lại với nhau thôi nha cả nhà ha rồi đó cả nhà mình lấy cái son ha rồi cái đây là mình đã bỏ vô là bột gạo với lại bột năng vô rồi nè rồi mình cho thêm hai muỗng cà phê màu rêu sẵn luôn nha cả nhà rồi nước giảo với lại nước uh, cốt thì mình cũng đã đổ vô luôn rồi ha rồi cả nhà quậy đều luôn Rồi còn hai nguyên liệu nữa đó là nước cơm rượu và đường rồi cả nhà cho mình vô luôn nha đó đổ hết nước cơm vụ cho mình nha. À, Rồi, tôi phiên đường nữa. Nói chung là cái giai đoạn này mình chỉ cần hòa cho nó đều với nhau thôi cả nhà. Quậy cho nó đều với nhau thôi là được ha. Rồi đổ đường hết luôn, hết luôn cả nhà. Rồi cả nhà quậy cho nó đều với nhau xong cả nhà hòa đều xong á, cả nhà lấy cái màn bọc thực phẩm á, cả nhà bọc lại ha, rồi cả nhà đem ra nắng cả nhà phơi ha phơi 4 năm tiếng gì đó nói chung là phơi làm sao mà cả nhà thấy nó nổi bọt lên sùi sùi á là bắt đầu mình mới đi mình đổ ha còn nó chưa có nổi bọt á, thì tức là cái cái cơm rượu cái, cái, bánh của mình nó chưa có đẹp ha gọi là cái bột của mình nó chưa có đẹp thì cả nhà đợi thêm ha nhưng mà mình nghĩ 4 năm tiếng mà với cái phơi ngồi nắng là nó sẽ lên nha cả nhà nó sẽ đẹp rồi lúc đó là khi cái bột với thành phẩm thì mình sẽ đưa cho cả nhà coi cả nhà nhớ quậy cái này cho nó đều nha Vậy sao nó không có còn bột ốc châu nữa nha Rồi cái màu lá dứa đồ với lại những cái nguyên liệu với nhau nó hòa đều với nhau nha Rồi xong chỉ có là ra nắng mình phơi thôi Mình lấy cái nắp đậy lại cũng được Còn không mình lấy cái màn bọc thực phẩm cũng được Cả nhà bọc lại để cho nó kín hơi á Để nó dên mau dậy men hơn Thơm mùi cơm rượu lắm cả nhà ơi ha rồi đó cả nhà cái này mình nói là đợi 5 tiếng nhưng mà thực sự phải đợi qua đêm thì có cả nhà dở cho xem nè đó cái bột nó sình lên như gì nha nó bò lên đó gọi là bánh bò đó thì nó phải bò nha cả nhà đó bắt đầu mình quậy cho nó đều nha đó nó bột nó sình lên như gì thực sự mình mới đổ chứ còn nó không có lên bọt á thì mình chưa có đổ được ha thì cái này mình đợi qua đêm khoảng 8 đến 10 tiếng đó thì cả nhà muốn cho nó mau đó cả nhà thì mình phơi nắng ha thì phơi nắng thì nó sẽ làm tăng cái tốc độ dậy men nó lên rất là mau nha thì cả nhà mở ra nó thơm cái mùi cơm rượu và nước cốt dừa lắm rồi bây giờ cả nhà chỉ cần quậy cho nó hòa đều cái màu lại với nhau nữa và bắt đầu mình chuẩn bị cái khuôn để mà mình đổ thôi ha cả nhà ha cả nhà muốn mau thì cả nhà đổ trong một cái ca mà có cái phiểu á cái mũi nhọn á để cho mình dễ mình chế nha rồi bây giờ mình qua cái bếp để mình coi cái khuôn của mình nóng chưa chưa nha cả nhà Rồi đó cả nhà, mình chuẩn bị những cái ly nha thì mình đổ bằng cái ly đá này đó cả nhà thì nó sẽ có cái sức nóng á cái bánh bò của mình nó dễ bị căng ha. Nó căng nó nở cao hơn, nó đẹp hơn so với mình đổ ly những cái vật liệu khác nha cả nhà. Thì ở đây cả nhà luôn luôn mở lửa lớn cho mình nha. Rồi cái này nước cũng sôi rồi thì khuôn của mình cũng đã nóng rồi nè cả nhà. Đó thì mình bắt đầu mình mình đổ bánh bò thôi ha cả nhà ha. Đó, cả nhà nhớ là phải làm nóng khuôn nha, nóng khuôn 5 đến 10 phút nha. Chứ không có nóng khuôn là không được nha cả nhà. Rồi mình múc qua cái ca cho nó dễ dốt nha cả nhà Lấy cái ca mà có cái phiếu á Rồi qua nha Rồi đó cả nhà Cả nhà đổ cho đầy ly nha Đó Đầy ly thì nó nở ra nó sẽ là phình lên rất là đẹp ha cả nhà ha ừ. Rồi cả nhà tiếp tục đổ hết nha Rồi bắt đầu mình đóng nắp lại là mình sẽ hấp nha cả nhà Hấp cái này trong khoảng là à, 25 phút đó, ha, 20 đến 25 phút thì nó chín nó sẽ phình lên ha. Rồi, cả nhà lúc nào cũng mở lửa lớn nha cả nhà. Sau 25 phút mình sẽ quay lại nha. Rồi đó cả nhà, 25 phút rồi đó. Wow, cả nhà thấy nè. Rồi, cái bánh bò của mình nở đẹp quá cả nhà ơi. À, nó xí ba tay bốn tay luôn nha nhìn rất là dễ thương luôn rồi sau 25 phút mình tắt bếp ha còn cái bột còn lại thì cả nhà đổ một dạo nữa ha cái đó mình không có quay nữa nha rồi thế nữa nó nhiều nguyên xíu mình sẽ review ra cho cả nhà xem mình ăn mình cảm nhận sao ha. ha xin chào cả nhà mình mới vừa hoàn thành xong cái món là bánh bò cơm rượu lá dứa này cả nhà trời ơi nó dịu dịu ngon ngon thơm thơm lắm cả nhà ở đây á đặc biệt là mình có thêm cái bột năng đó cả nhà cho nên cái bánh bò của mình nó dẻo chứ nó không có khô cứng y như mình sử dụng bột gạo không cả nhà ha nếu mà mình sử dụng bột gạo không á, thì nó sẽ ăn nó rất là dễ nghẹn ha còn bánh bò ở đây mình mềm dẻo nè đó cả nhà theo công thức mình làm và đặc biệt ở đây mình nhắn nhủ là cả nhà phải để cho cái cái bột của mình nó thiệt sự là nó tới ha cái men của mình nó tới nó sủi bọt tăm 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 rồi mình mới đi đổ nha chứ bạn nhiều lúc năm 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 bảy tiếng mà nó chưa có đạt được đó, thì mình cũng đừng có nên nôn đổ nha cả nhà phải nó sủi bọt nha thì mình mới đổ thì cái bánh bò của mình nó sẽ rất là ngon ha xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều cả nhà yêu thích kênh của mình nhớ like và chia sẻ giùm ha đồng thời cũng đừng có quên đăng ký kênh nha cả nhà đăng ký kênh để không có bỏ lỡ những video mới ha mình có kiến thức gì về ẩm thực mình sẽ chia sẻ với cả nhà hết công thức thì mình sẽ cô động lại là rất là đơn giản để cả nhà chỉ cần làm một lần thôi không có phải là làm nhiều lần nó mệt ha chúc cả nhà có những bữa cơm gia đình chúc cả nhà có những bữa tiệc với những chiếc bánh bò xinh xắn dễ thương như thế này ha xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại